Ok, hello chào tất cả em quay trở lại với channel của Phong DIY. Hôm nay thì sẽ là một cái video ngắn gọn thôi, không có liên quan gì tới bán hàng em nha. Như trên tiêu đề thì mình cũng có thông báo với anh em rồi. Đó là hiện tại thì mình sắm thêm một chiếc xe tải nữa. Đó là trước đã có một chiếc, mình đã có mình lên một cái video rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại video cũ. Còn hôm nay thì mình lên một cái video mới để thông báo thêm cho anh em là có thêm một chiếc nữa là để chạy ngày chẵn lẻ luôn anh em nha. 246 và 357 luôn nha. Mình sẽ nhận full 6 ngày luôn. Ngày trước thì chỉ có một chiếc thì chỉ có thể chạy được ngày chẵn hoặc ngày lẻ thôi. Còn hiện tại hôm nay thì có thêm một chiếc nữa để mình sẽ nhận hàng hóa từ các cái tuyến 30 Thuật đi Sài Gòn nha. Thì cái tuyến của nó sẽ qua các cái tỉnh như là từ Sài Gòn sẽ qua Bình Dương này, Bình Phước này, Đắk Nông này, rồi Đắk Lắk là thành phố 30 Thuật. Và ngược lại nha, mình sẽ nhận hàng hóa từ thành phố 30 Thuật qua Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Sài Gòn là Hồ Chí Minh đó. Thì trong mùa dịch vừa rồi thì cũng có khá nhiều anh chị em gửi hàng cũng như là dọn phòng trọ, nhất là dọn phòng trọ thì mình có nhận khá là nhiều kèo chuyển phòng trọ từ 30 Thuật về từ Sài Gòn về 30 Thuật và nhận tiếp tế hàng hóa của người thân, lương thực thực phẩm chuyển từ 30 Thuật lên Sài Gòn trong khoảng thời gian mùa dịch thì rau cộ nó không có nên đa số là mình chở rau và lương thực thực phẩm của những cái người thân gửi từ 30 Thuật gửi lên hoặc là Đắk Nông rồi Bình Phước gửi lên Bình Dương và Sài Gòn. Trong cái mùa dịch nó rất là khó khăn về lương thực thực phẩm thì xe của mình cũng là cái xe tiếp tế lương thực thực phẩm cũng như là vận chuyển hàng hóa từ Sài Gòn về các cái tỉnh như là Bình Dương, Bình Phước và Đắk Nông cũng như là 30 Thuật. Thì số điện thoại thì mình có gắn ở trên đây nhá. Số điện thoại thì mình có gắn ở trên đây, có mình đang làm cái logo của Phong DIY này. Số điện thoại ở trên đây nha anh em, mình cũng có gắn trên góc trái màn hình để số điện thoại cho anh em hoặc trên tiêu đề. Đó là số điện thoại hotline là 0784033033. Hiện tại thì tất cả các cái hàng hóa liên quan đến vận chuyển từ các cái tuyến 30 Thuật lên Sài Gòn và ngược lại thì anh em liên hệ theo hotline này nhé. Đây là hotline mới nhất 0784033033. Đó. Xe thì cũng xe cũ thôi nha. Nếu mình lấy xe cũ xe nhỏ thôi. Tại vì cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình lúc đầu nó cũng chưa có nhiều. Thì sau này thì cái nhu cầu nó nhiều lên thì mình sẽ nâng xe to hơn. Và tại chủ yếu là mình sắm full 2 xe để chạy trước là 246, 357 cho tiện anh chị em gửi hàng nhé. Vì có nhiều khi thì anh em điện vào ngày chẵn thì mình chạy ngày lẻ mất rồi. Và nhiều khi anh em điện vào ngày lẻ thì mình lại chạy ngày chẵn mất rồi. Đấy, bởi vì lịch nó thay đổi. Còn hiện tại thì có 2 xe thì sẽ luôn phiên nhau chạy nhé. Ngày chẵn và ngày lẻ. Thì có gì là rất mong anh em ủng hộ nhé trong khoảng thời gian đầu. Hàng hóa thì anh em cứ yên tâm thôi. Cước thì đương nhiên là với Phong DIY thì bao giờ cũng giá cả bình dân, cạnh tranh nha. Thì có gì rất mong anh em ủng hộ. Mọi thắc mắc về vấn đề chất lượng dịch vụ anh em có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của mình để phản ánh. Nói bên mình có nhiều số điện thoại muốn gặp mình cũng không khó. Ví dụ các vấn đề về tài xế hoặc là liên quan đến chất lượng dịch vụ hàng hóa thì anh em cứ liên hệ phản hồi trực tiếp cho bên mình cũng được nha. Còn gửi hàng thì anh em cứ liên hệ tới số điện thoại trên màn hình đây. Xe đi xe cũ thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa có dọn được cái gì cả. Về phát là chỉ kịp dán được cái chữ Phong DIY với lại số hotline mà nó cũng chưa rõ ràng nữa. Vài bữa là mình phải tháo cái chữ Vermoto với lại thay chữ Phong DIY ở đây và số điện thoại hotline trên đây. Bạt thì nó cũng rách rồi, phải đi may lại hoặc là thay lại mới này. Còi xe thì nó nhỏ, hôm nào thì mình sẽ lên cái video độ còi hơi cho chiếc này nhá, độ còi hơi cho chiếc Vermoto này. Thì hôm nào mình sẽ lên một cái video rồi sẽ quay lại chi tiết cái cảnh mà mình độ còi hơi giao lưu với anh em nha. Ok, mình thì trước đam mê độ còi hơi. Xe thì như thông báo với anh em là cũng xe cũ thôi, chưa kịp làm lại cái gì hết. Đó. Ok, nội dung hôm nay thì chủ yếu là như vậy thôi anh em nha. Nhắc lại là anh chị em nào có nhu cầu mình chuyển phòng trọ hoặc là vận chuyển hàng hóa từ các tuyến 30 Thuật lên Hồ Chí Minh và ngược lại thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại trên tiêu đề cũng như là số điện thoại trên góc trái màn hình đây là 0784033033. Rất mong sự ủng hộ của anh em nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Em đừng quên bấm like và chia sẻ video này giúp mình. Nếu em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY nha anh em nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn anh em nhé.